khán giả đang đến với chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ do Đài Truyền hình Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp những người chơi để xem họ có đoán được những từ khóa đến từ chương trình hay không. Xin mời các bạn Trang Tiền, Trang Cô, Mạnh Hùng và Chiến Hạ. Ren, hết giờ ra chơi rồi à, mấy đứa ơi. Em chào anh Ti, chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em rất là vui khi được đến chương trình mình để tham gia cùng với tất cả các anh. Em tên là Trang Tiền. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trang Cô, hiện tại đang là diễn viên. Diễn viên Trang Cô. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình tên là Trương Hạ và công việc hiện tại của mình là diễn viên. Chào tất cả mọi người, em tên là Mạnh Hùng và hiện tại em đang là diễn viên. Bốn bạn diễn viên đang có mặt tại đây. Dạ. Và bây giờ chúng ta hãy đặt tên đội đi ạ. Hôm nay đến với chương trình thì đội chúng tôi đã có một cái tên rất là đặc biệt. Dạ. Đó chính là Tùng Sức. Tùng Sức mà. Không, mình đổi đội đi. Trời ơi. Chứ sao kỳ vậy? Quýnh tên xì đi, quýnh tên xì coi. 2 3. Tùng Sức. Xuân Sắc. Để 80 năm sau, cho dù bây giờ có coi lại cái game này thì tụi em vẫn là Xuân Sắc. Còn các bạn? Dạ, hai đứa em là đứa Hùng, đứa Hạ, hai chữ Hờ, cho nên hai đứa em tên là Hờ Hờ, nhưng không Gamer. Và đội Hờ Hờ và đội Xuân Sắc, xin mời các bạn đến với vòng 1 của chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Và đây là vòng đầu tiên. Ở vòng này các bạn sẽ phải trả lời lần lượt từng đội chơi. Một người sẽ là người diễn tả và một người sẽ trả lời những từ khóa đó là gì. Với mỗi đáp án chính xác của mỗi từ khóa, các bạn sẽ mang về 10 điểm. Và câu hỏi chính, nếu các bạn trả lời chính xác, các bạn sẽ mang về 100 điểm. Đội nào muốn chơi trước ạ? Lady first. Thôi thôi, mình trước đi. Sợ mấy cái first lắm. Tôi xài. Thua chơi trước. Ok. 1, 2, 3. Trời ơi. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Nhớ không sử dụng khẩu hình miệng. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo khâu vá đơm nè. Khóc đang ừ trời đang ừ trời. Đơn giản thôi, nghĩ cái đơn giản thôi. Cây thấp trồng gieo trồng đang ừ vậy đây năm đốt mà đốt tre. 2 lạnh rung lạnh rét làm sao khó quá, bỏ qua. Áo, cái áo gấp gấp áo cuộn áo xếp xếp áo xếp xếp trời mặt trời trời nóng quá nóng gió ê êm nè hạ 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 nhiệt tốt tốt rét thấy à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với những đáp án mà các bạn đã trả lời được. Từ khóa đầu tiên là đàn, khóa thứ hai là tre, chính xác. Từ khóa thứ ba các bạn chưa trả lời được. Từ khóa thứ tư xếp, từ khóa thứ năm là trời, từ khóa thứ sáu là nóng, từ khóa thứ bảy là gió. Được đan từ những nang tre chấm 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 xếp lại mùa hè lấy ra. Hôm nào trời nắng nóng nhiều, có tôi bên cạnh bao nhiêu gió về. Đây là cái gì? Cây quạt. Hãy đọc lại đàn băng và suy nghĩ thật kỹ. Quạt. Nang. Nang là đáp án của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem từ khóa thứ ba là gì. Mùa đông. Và đáp án của chúng ta, quạt nang có phải là đáp án chính xác hay không? Và đáp án của chúng ta đó chính là quạt nang. Vậy là sau vòng đầu tiên, đội Xuân Sắc mang về 160 điểm. Chúc mừng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi dành cho các bạn. 2, 1, bắt đầu. Mấy chữ. Hai chữ. Mặc áo. Mấy chữ. To. Lớn. Bắn. Nhỏ. Nhà.
xây nhà. Mấy chữ? Một chữ. Sáng, trời, đất. Đất. Cái gì? Wow wow. Wow wow. Đào. Trời ơi, thầy cứ dịch được rồi. À đây nhìn. Cái ụ hả? Hố chui. Chui hố, chui lỗ chó. Hang. Chui hang. Đào hang. Hang. Anh thắng. Mừng, vui. Mấy chữ? Diễn tả cách khác. Một, diễn tả cách khác. Hạnh phúc, vui. Chữ này diễn tả. Cái gì? Nhất, trên, tưng, cao. Trời. Cao gì? Cao là gần giống không? Hết chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến với những từ khóa các bạn đã trả lời được. Ván đầu tiên các bạn trả lời là mặc áo. Chính xác. Từ khóa thứ hai là nhỏ. Từ khóa thứ ba xây nhà. Từ khóa thứ tư đất. Từ khóa thứ năm các bạn chưa trả lời được. Từ khóa thứ sáu là đào. Và từ khóa thứ bảy là hang. Mình mặc áo đỏ, người nhỏ cả gan xây nhà lòng đất chấm chấm việc đào hang. Đây là con gì? Mạnh Hùng, bạn có 10 giây, bạn chỉ là người duy nhất trả lời. Con kiến hay con dung ta? Con kiến cũng có màu đỏ, con dung cũng màu đỏ. Con kiến hả? Xin mời cho đáp án ạ. Con kiến ạ. Và đáp án của chúng ta sẽ đến sau khi chúng ta mở ô chữ số 5. Giỏi, giỏi việc đào hang. Đáp án đó chính là Ủa, ơi. Và sau lượt chơi vừa rồi thì đội của các bạn mang về 60 điểm. Chúc mừng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Và đây, một chú chim sẽ hỗ trợ cho các bạn ở vòng 2. Các bạn diễn tả, các bạn phải diễn tả cùng với chú chim, có được không ạ? Dạ được. Luật chơi cũng sẽ giống như vòng 1, có 7 từ khóa và mỗi từ khóa 10 điểm. Và một câu hỏi chính để là 100 điểm. Ok ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với luật chơi dành cho đội Hờ Hờ trước. 3, tập trung. 2, 1, bắt đầu. Lòng vào trong, 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 trong lòng, trong tim, trong đây, trong, trong tâm, trong tâm. Cái gì vậy? Trời ơi, nó bị cận nữa. Cái quần, cái quần. Quần đùi, quần ống ôm, quần. Ông quần. Trời ơi, cái gì vậy ông ơi? Bơi, bơi. Bò, lết, lê. Trời ơi. Cái gì vậy? Tim, ngực, lòng, ngực, người, nghiêm. Đàn bà, đàn ông. Ông, đàn. Tôi gần đúng rồi, một chữ thôi. Trai. Trời ơi. Giới tính. Cái gì vậy? Giới tính. Chết rồi. Bỏ tay quá, bỏ tiếng đi. Cái này không nam được. À, cái từ nãy nam, nam. Nam. Trời ơi. Cao, giỏi, xuất sắc. Giỏi, cao, số 1, đỉnh, đỉnh của chóp. Trời ơi. Một mình. Mình bơi lội, lặn lội, lết, con sâu, con lươn, con rắn, con lươn, con dung, con dế, con rắn, con trùng rồi. Cao. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những từ khóa mà các bạn đã trả lời được. Từ khóa đầu tiên các bạn không trả lời được, từ khóa thứ hai cũng vậy, từ khóa thứ ba các bạn cũng không trả lời được. Hiểu ha? Hiểu ha. Từ khóa thứ tư nam, từ khóa thứ năm không được, từ khóa thứ sáu cũng không được, và từ khóa thứ bảy
là mình. Hiện tại các bạn đang có một đoạn văn chấm 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 thổ chu trong vùng vịnh chấm 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 tích mù cực nam. Đảo nào chấm 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 lừng danh là đảo chấm 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 Việt Nam của mình? À, cực nam. Dễ mà. Quê em ở đâu là đảo ở đó đó? Quê em ở Đà Lạt. Quê em ở Đà Lạt. Đà Lạt mà. Không có Đà Lạt mà. Không có liên quan gì tới miếng biển nào luôn. Các bạn sẽ trả lời. Chương hả? À, em... Năm. Đoán rồi. Em bốn. Chốt là... Đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc. 2, 1. Hết chưa? Chốt đảo Phú Quốc. Chúng ta sẽ đến với những từ khóa còn đang thiếu. Từ khóa đầu tiên chính là phía trong. Từ khóa thứ hai chính là quần đảo. Cái quần của người ta đó. Từ khóa thứ ba chính là biển. Từ khóa thứ năm, nước mắm. Nước mắm không biết đã làm sao. Khó diễn tả lắm. Từ khóa thứ sáu lớn nhất là cái nhất của anh mới diễn tả với em. Xin mời đáp án đến từ chương trình. Sau vòng 2 các bạn đã mang về 120 điểm. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh Chim nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi dành cho Chenko. 3, 2, 1, bắt đầu. Mấy chữ? Chưa. Ngã. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Yeah. Cái ức của ảnh, cái cơ của ảnh, cái muối của ảnh. Cái ức của ảnh, cái ức của ảnh, cái cơ của ảnh, cơ của ảnh, cái muối của ảnh. Có nhiều đó à. Quá đẹp. Còn. Anh ok. Đúng rồi đó, cứ dậy đi Trang Kiệt. Ở xa. Xa. Lượng. Ôi. Bỏ qua. Con hả hay là cái gì vậy? Ba chữ. Hai chữ. Con gái. Yếu điệu thục nữ. Trời ơi. Huy mỹ. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Yêu thương. Gia đình. Gia đình. Trời hay quá. Trời sao đoán được hay vậy? Tại vì em nhìn thấy được gia đình của mình trong mắt anh. Lại. Dạ, chưa qua. Chụp. Qua đi, qua đi. Hai chữ. Qua luôn, khó quá. Ồ. Anh đang bảo vệ em đi, vui quá, dễ thương. Dễ thương. Bảo vệ. Vui quá. Và hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án của các bạn. Xin mời. Từ khóa đầu tiên các bạn trả lời là ngã. Chính xác. Từ khóa thứ hai là dạy. Từ khóa thứ ba các bạn chưa trả lời được. Từ khóa thứ tư các bạn chưa trả lời được. Từ khóa thứ năm gia đình. Từ khóa thứ sáu chưa trả lời được. Và từ khóa thứ bảy bảo vệ. Khi chị ngã em sẽ là người đỡ chị dậy. Nhưng ý nghĩa chấm 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 của câu tục ngữ muốn nói về tình cảm của chấm 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 trong gia đình. Phải luôn chấm 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 lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Khi một người gặp khó khăn, người kia sẽ không ngừng ngại giúp đỡ và bảo vệ. Đây là câu tục ngữ nào? Suy nghĩ chút kìa. Suy nghĩ chút đã. Sẽ không ngừng ngại giúp đỡ và bảo vệ. Khi chị ngã em sẽ là người đỡ chị dậy. 3, 2, 1. Chị ngã em nâng ạ. Hết giờ. Xin mời đáp án từ chương trình nào. Chị ngã em nâng, chính xác. Ôi ơi. Xuân sắc các bạn mang về 300 điểm và đội hờ hờ các bạn mang về 180 điểm. Chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Ngôn ngữ Diệu Kỳ. Và đây là vòng 3. Đầu tiên sẽ là cặp
thi đấu trí tuệ. Trí tuệ đi. Áo xanh với nhau đi, đúng rồi. Là trí tuệ, còn hai người kia là thông minh không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra, mỗi bạn chọn một con số trước đi ạ. Hey. Trời ơi. Không, đừng, không ơi. Rồi, chị sẽ hối hận. Xin mở. Mở số 27 và số 8. Rất đơn giản, hãy lựa một lá phiếu còn lại và cộng hai lá phiếu đó lại. Xem cộng lá phiếu đó với lá phiếu trên tay của mình, đội nào lớn hơn đội đó thắng. À, rồi xong. Anh tin bàn tay vàng của em. Anh tin bàn tay vàng của em. Có. Xin mời. Hồi nãy đụng vô anh là em rồi. Gán lên em. Hey, em. Hey. Trời ơi, 24. 21 hiện tại. 24 anh Tì. 24. Dạ. Là bạn 51 và Mạnh Hùng. Yay. Bạn 30, 38. Không đủ. Nghĩa là đội xuất sắc, các bạn là đội được quyền ưu tiên trong vòng 3. Chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi dành cho hai bạn còn lại, Trương Hạ và Trên Cô. Xin mời. Hiện tại số điểm của các bạn đang cách biệt nhau hơn 100 điểm. Sao? Vòng này đội chiến thắng sẽ mang về 200 điểm. Nên người nào là người trả lời được câu hỏi thì sẽ là người đưa đội của mình bước chân vào vòng đặc biệt. Dạ. Không thắng hãy cố gắng lên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi dành cho Chen Cô trước, bởi vì đội của bạn là đội chiến thắng ở phần game phụ. Và xin mời Đặng Văn. Chen Cô chọn ô số 4 đi. Số 4. Mặc áo khác màu. Chen Cô có 5 giây để trả lời câu hỏi. Thật ra nhiều môn thể thao lắm. 3 2 1. Bóng đá hả? Bóng đá là đáp án của Chen Cô. Chỉ một từ khóa duy nhất mà các bạn đã trả lời. Hay, thấy anh hay. Và bóng đá hồi hộp quá. Là đáp án. Chưa chính xác. Bây giờ là cơ hội dành cho Trương Hạ. Em xin mở ô số 3. Phía trước khung thành, 5 giây dành cho bạn. Thủ môn. Và thủ môn có phải đáp án từ chương trình hay không? Chúc mừng. Tiếp nhận. Là đáp án. Tìm hiểu những từ khóa còn thiếu nha. Xin mời. Từ khóa đầu tiên đó chính là người duy nhất. Từ khóa thứ hai, bắt bóng bằng tay. Từ khóa thứ tư đó chính là mặc áo khác màu. Từ khóa thứ năm là cả đội bóng. Từ khóa thứ sáu là di chuyển trong khu vực cấm địa. Và từ khóa thứ bảy là bảo vệ tỷ số. Chúng ta có một Đặng Văn là người duy nhất được phép bắt bóng bằng tay. Tuy nhiên việc này cũng chỉ được giới hạn trong khu cấm địa phía trước khung thành do họ chấn giữ. Họ cũng là người mặc áo khác màu với cả đội bóng và thường xuyên di chuyển trong khu vực cấm địa để bảo vệ tỷ số cho đội của mình. Câu hỏi của chúng ta đây là ai? Đáp án thủ môn là đáp án chính xác. Và với đáp án thủ môn đã giúp cho đội các bạn đã mang về số điểm là 380 và chính là đội bước chân vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt của chương trình Ngôn ngữ diễu kê. Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Ngôn ngữ diễu kê. Và với vòng đặc biệt này thì chúng ta sẽ chia ra, một bạn sẽ là người diễn tả và một bạn sẽ trả lời. Chúng ta sẽ có những ô chữ hàng ngang và ô chữ hàng dọc như trên màn hình. Xin mời. Các bạn sẽ trả lời lần lượt những ô chữ hàng ngang bằng cách diễn tả. Với mỗi đáp án chính xác, các bạn sẽ mang về 500.000 đồng. Trả lời ô chữ hàng dọc, nếu trả lời đúng, các bạn sẽ được nhân 5. Và chủ đề của chúng ta đó chính là trò chơi dân gian thiếu nhi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi dành cho các bạn. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Quang quang. Chuột hả? Mày bắt chuột. Nghĩa là cò. Trời ơi, được á, cái gì? Cá nó lên bờ.
chơi, chơi bài chơi, làm nhà chơi. Khán giả qua đi, đánh cầu lông, đánh vợt, quần vợt, đánh cầu, tao luyện siêu tóc 12 mày. Yeah. Dây dây dành chành, chia 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 dành chành, ốp lau khoai, nhà xây nhà, xây nhà, xây nhà cao cửa rộng, con nít, con nít trẻ, xây nhà trẻ, nhà mái trẻ, mái nhà mái ấm. Chúng ta sẽ đến với những đáp án mà các bạn đã trả lời được. Đáp án đầu tiên, các bạn trả lời là ô ăn quan. Đáp án thứ hai, mẹ bắt chuột. Đáp án thứ ba, nhảy lò cò. Chính xác. Đáp án thứ tư, các bạn chưa trả lời được. Đáp án thứ năm, 10 ký tự, các bạn trả lời là cá sấu lên bờ. Chính xác. Đáp án thứ sáu, các bạn vừa mới có một thể hiện sự hối tiếc ở đây, nên là chắc chắn là chưa trả lời được. Đáp án thứ bảy, đánh cầu. Đáp án thứ tám, rồng rắn lên mây. Đáp án thứ 9, ốp lá khoai. Hiện tại các bạn đang có 7 đáp án chính xác. Và Mạnh Hùng, bạn là người duy nhất sẽ trả lời ô chữ hàng dọc là gì. 10 giây dành cho bạn, bắt đầu. Khó quá, ủa trời ơi. 3 2 1 Hết giờ. Không biết, khó quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những đáp án còn đang thiếu. Đáp án thứ 4, vật cù. Đáp án thứ 6, nhà thiếu nhi. Và đáp án của chúng ta đó chính là nhà. Nhà, nhà văn hóa. Nhà văn hóa là đáp án. Trời ơi, chương trình khó quá, hai chữ cái rồi. Và rất tiếc các bạn đã không đoán được đáp án là nhà văn hóa. Và các bạn ghi về cho mình 3.500.000 đồng ở vòng đặc biệt. Và đây chính là giải thưởng dành cho các bạn, ngôn ngữ diệu kỳ với hai chiếc cúp. Rất là tuyệt vời. Và cảm ơn quý vị cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cùng với chương trình ngôn ngữ diệu kỳ của chúng tôi. Và chúc cho các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống. Dạ. Còn bây giờ chúng ta phải nói lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Rất là thích uống trà sữa cho nên đặt là trà sữa Trân Châu. Dạ, hôm nay tụi em đến đây với một sự ngọt ngào, mang đến với mọi người đội bánh kem. Đội bánh kem. Cao, dài, dấp té, vấp ngã.